chiến sự trung đông rực nóng với đòn ăn miếng trả miếng. Houthi phóng tên lửa đạn đạo nhằm vào sân bay Israel. Israel thả 2.000 tấn bom làm rung chuyển thủ đô Liban. Hé lộ chiến dịch bí mật và cực kỳ tinh vi của Israel để ám sát thủ lĩnh Hezbollah ngay tại thủ đô của Liban. Iran Hormuz ra tuyên bố đáng sợ sau cái chết của thủ lĩnh Nasrallah. Israel tấn công sân bay Beirut, không cho máy bay của Iran hạ cánh. Và ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Houthi phóng tên lửa đạn đạo nhằm vào sân bay Israel. Kính thưa quý vị, nhóm Houthi tại Yemen phóng tên lửa đạn đạo nhằm vào sân bay Ben Gurion. Quân đội Israel tuyên bố đã bắn hạ quả đạn. Lực lượng phòng vệ Israel IDF ngày 28 tháng 9 thông báo đánh chặn một tên lửa mà Houthi phóng từ Yemen nhằm vào nước này. Cảnh sát Israel cho biết mảnh vỡ tên lửa của Houthi rơi xuống khu dân cư gần Jerusalem, gây ra một số thiệt hại nhẹ. Chưa rõ thương vong trong vụ tập kích. Yahya Shari, phát ngôn viên Houthi, sau đó thông báo lực lượng này phóng tên lửa đạn đạo Palestine 2 nhằm vào sân bay Ben Gurion ở miền trung Israel, trong thời điểm máy bay chở Thủ tướng Benjamin Netanyahu tới đây. IDF cho biết quả tên lửa được phóng ít nhất 30 phút sau khi máy bay chở ông Netanyahu hạ cánh xuống sân bay Ben Gurion. Phòng không Israel cho biết họ bắn hạ quả đạn bên ngoài biên giới nước này, song không nêu vị trí cụ thể. Ông Shari cho biết đây là hành động bày tỏ đoàn kết với người dân Palestine cũng như đáp trả chiến dịch của Israel nhằm vào dải Gaza và Liban. Ông cảnh báo Houthi sẽ không ngừng tập kích nếu Israel không chấm dứt tấn công dải Gaza và Liban. Vụ tập kích diễn ra sau khi Israel không kích thành trì Hezbollah ở ngoại ô thủ đô Beirut của Liban, khiến thủ lĩnh Hassan Nasrallah thiệt mạng. Houthi, đồng minh của Hezbollah, tuyên bố sẽ trả đũa cho ông Nasrallah. Cái chết của ông Nasrallah sẽ làm tăng ngọn lửa hy sinh, nhiệt huyết lẫn sức mạnh có lòng quyết tâm trong chúng tôi, hội đồng lãnh đạo Houthi cho biết. Chúng tôi sẽ giành chiến thắng và khiến Israel sụp đổ. Abdul Malik al-Houthi, lãnh đạo Houthi, khẳng định cái chết của ông Nasrallah sẽ không trở nên vô ích, đồng thời thông báo lực lượng này hướng tới mục tiêu cải thiện hiệu suất đòn tập kích tên lửa và máy bay không người lái UAV nhằm vào Israel. Sau khi chiến sự tại dải Gaza bùng phát vào tháng 10 năm 2023, Houthi nhiều lần phóng tên lửa và UAV nhằm vào Israel, cho biết đây là hành động bày tỏ đoàn kết với đồng minh Hamas. IDF hạ phần lớn tên lửa và UAV của Houthi nhằm vào Israel, song từng bỏ lọt một số quả đạn. Israel thả 2.000 tấn bom làm rung chuyển thủ đô Liban. Người phát ngôn của quân đội Israel Daniel Hagari tuyên bố các cuộc không kích chính xác đã đánh trúng trụ sở trung tâm của nhóm Hezbollah do Iran hậu thuẫn, được cho là nằm bên dưới các tòa nhà dân cư, hãng thông tấn AP đưa tin. Các vụ nổ đã gây ra sự hoảng loạn trên khắp các khu vực xung quanh thủ đô Beirut. Lực lượng y tế từ cơ quan y tế Hồi giáo của Hezbollah đã nhanh chóng đến hiện trường cùng với người thân của cư dân trong các tòa nhà. Bộ trưởng Y tế Liban Figros Abiyad xác nhận một số tòa nhà bị nhắm mục tiêu đều có người ở. Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và các bệnh viện trong khu vực đã tiếp nhận hơn 50 người bị thương từ các tòa nhà gần đó, trong đó có 3 người trong tình trạng nguy kịch. Các đội cứu hộ đã khẩn trương kêu gọi hiến máu. Hãng thông tấn quốc gia Liban cho biết 6 tòa nhà cao tầng ở Haaret, Rijk đã bị san phẳng thành đống đổ nát trong vụ nổ lớn nhất tấn công thủ đô trong năm qua, nhắm vào chỉ huy Hezbollah Hassan Nasrallah, người bị nghi ngờ đang ở trong một băng kê bên dưới các tòa nhà. Quân đội Israel đã sử dụng máy bay F-35 và thả khoảng 2.000 tấn bom xuống khu vực này, theo truyền thông Israel. Ông Mohanad Haiz Ali, phó giám đốc nghiên cứu tại trung tâm Đông Malcolm X Clear Chemistry, nói với tờ Arab News, Israel đã chuyển từ giai đoạn giết người chính xác sang trải thảm bằng thuốc nổ với mục đích biện minh cho phương tiện. Đài truyền hình Israel Kan 11 ban đầu đưa tin chỉ huy Nasrallah bị thương, nhưng nhanh chóng theo sau là các đánh giá của Israel cho thấy nhân vật này đã chết. Tuy nhiên, hãng thông tấn Iran Tasnim lại nói rằng một nguồn tin an ninh xác nhận thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah và người đứng đầu hội đồng điều hành của nhóm Hashim Shafi Andin đều không bị thương.
Đại sứ quán Iran tại Beirut mô tả cuộc không kích của Israel là sự leo thang nghiêm trọng, làm thay đổi luật chơi, đe dọa sẽ có hậu quả. Các nhà phân tích tin rằng cuộc không kích vào Har Kharik phản ánh sự bác bỏ các chuẩn mực truyền thống của thời chiến, đánh dấu sự khởi đầu của một giai đoạn mới trong cuộc xung đột Israel-Hezbollah. Một cuộc tấn công như vậy báo hiệu sự coi thường những chuẩn mực vốn có trong chiến tranh, bao gồm cả tính tương xứng và các cân nhắc về đạo đức, vì đây là khu vực dân sự đông dân cư sinh sống. Ref Sabari, một nhà nghiên cứu về xã hội học chính trị của các quốc gia Ả Rập, nhận định. Ông Sabari cũng tin rằng chiến lược đang được sử dụng cho thấy Israel coi chiến tranh là giải pháp để chấm dứt xung đột. Theo một số chuyên gia chính trị, cuộc không kích đêm 27 tháng 9 sẽ được tiếp nối bằng một cuộc tấn công trên bộ của Israel, trong khi Hezbollah có thể leo thang các cuộc đáp trả chống lại Israel. Hé lộ chiến dịch bí mật và cực kỳ tinh vi của Israel để ám sát tổng thư ký Hezbollah ngay tại thủ đô của Liban. Trong một hoạt động bí mật và tinh vi, lực lượng phòng vệ Israel IDF và cục tình báo quân đội đã thành công trong việc ám sát tổng thư ký Hezbollah Hassan Nasrallah tại trung tâm khu phố Dahia ở Beirut. Sự việc diễn ra như sau. Sử dụng thông tin tình báo tiên tiến và chiến thuật đánh lừa khéo léo, bao gồm cả chuyến bay của Thủ tướng tới Hoa Kỳ, lực lượng an ninh đã tấn công vào ban lãnh đạo của tổ chức này trong một trong những hoạt động được coi là quan trọng nhất. Cựu giám đốc sở tình báo Egrin Khalifa đã cân nhắc phương án ám sát có chủ đích tổng thư ký Hezbollah Hassan Nasrallah dựa trên năng lực tiên tiến của cơ quan tình báo. Khả năng này được tình báo quân đội xây dựng trong nhiều năm đã không tồn tại trong chiến tranh Liban lần thứ hai, khi không ai biết ông ta đang ẩn náu ở đâu và hồ sơ về ông ta rất ít, nếu không muốn nói là vô dụng về mặt hoạt động. Theo các nguồn tin an ninh, các điều kiện chính trị, tình báo và hoạt động cho vụ ám sát Nasrallah đã chín mùi và thứ tư. Tình báo quân sự một lần nữa khuyến nghị hành động và cấp chính trị đã chấp thuận sau khi tiếp xúc với thông tin tình báo bí mật và nhạy cảm được thu thập để khép lại vòng lặp. Sự chờ đợi căng thẳng là để có thông tin tình báo chính xác và chất lượng cao hơn nữa nhằm xác định thời điểm diễn ra cuộc họp của giới lãnh đạo Hezbollah, thể hiện sự kiêu ngạo và coi thường khả năng tình báo và hỏa lực của IDF. Thủ tướng Benjamin Netanyahu vẫn tiếp tục công việc như thường lệ, bật đèn xanh cho tiến trình ngừng bắn và quyết định bay tới Hoa Kỳ trên máy bay Queen of Israel, phiên bản không lực 1 của Israel. Một phần trong những gì được cho là động thái đánh lạc hướng để dụ dỗ cho lãnh đạo Hezbollah, những người đã cắn câu. Nếu không, cuộc họp lãnh đạo tại một trụ sở ngầm đóng vai trò là trung tâm chỉ huy của tổ chức Shia ở trung tâm khu phố Dahia tại Beirut đã không diễn ra. Các cuộc tham vấn an ninh đã diễn ra trong suốt chuyến bay đến Hoa Kỳ trên máy bay Queen of Israel, với các thông tin tình báo cập nhật về những diễn biến ở Liban, với sự sẵn sàng của lực lượng tình báo và không quân để thực hiện một cuộc tấn công mà không ai có thể thoát ra, ngay cả trong một mạng lưới ngầm. Vào đêm thứ Năm, nội các đã triệu tập một cuộc họp qua điện thoại kết thúc lúc 4 giờ sáng theo giờ Israel, 9 giờ theo giờ New York. Thủ tướng đã quản lý các công tác chuẩn bị từ phòng khách sạn của mình tại Hoa Kỳ sau khi tham vấn với Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant, Tham mưu trưởng IDF Hershey Halevi và Giám đốc Mossad David Barnier. Sau cuộc thảo luận chuyên môn, Netanyahu và Gallant được phép phê duyệt vụ ám sát có chủ đích dựa trên thông tin tình báo thu được. Vào khoảng 10 giờ sáng ngày thứ Sáu giờ Israel, Netanyahu đã tổ chức một cuộc tham vấn an ninh khác với Bộ trưởng Quốc phòng và với Tổng tham mưu trưởng dựa trên thông tin tình báo mới nhất. Theo các nguồn tin của Israel, thông tin tình báo đã được nhận ngay trước bài phát biểu của Netanyahu tại Liên Hợp Quốc. IDF đã hoàn tất các công tác chuẩn bị, tăng cường sự sẵn sàng và cảnh giác trong các hệ thống giám sát và phòng không. Một cuộc tham vấn khác đã diễn ra và Netanyahu đã bật đèn xanh cho vụ ám sát có chủ đích sẽ làm rung chuyển Trung Đông và thế giới Ả Rập. Bộ Tư lệnh Không quân đã bật đèn xanh cho máy bay được trang bị bom phá bon gay. Tổng tham mưu trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng đã xuống hố căn cứ ngầm của IDF ở Tel Aviv cùng với trưởng phòng tình báo quân sự Thiếu tướng Shlomi Bader, Tư lệnh Không quân Thiếu tướng Tomer Bar và trưởng phòng tác chiến Thiếu tướng Oded Bashir. Một số lượng lớn máy bay chiến đấu cất cánh và khi tín hiệu được đưa ra, từng chiếc một, chúng bắt đầu thả hàng chục quả bom, báo cáo Alpha trên mạng lưới liên lạc lần lượt xuất hiện. Nhiều đám khói có thể nhìn thấy từ xa.
máy bay không người lái đã truyền hình ảnh đến hố khi các tòa nhà sụp đổ ở trung tâm khu phố Jaya. Không giống như vụ ám sát Ali Kakari bất thành trước đó do phạm vi đạn dược hạn chế, lần này quy mô đã gây chết người. Nasrallah và chỉ huy mặt trận phía nam của Hezbollah Ali Karaki đã bị giết tại chỗ cùng với các nhân vật cấp cao khác. Iran Hormuz ra tuyên bố đáng sợ sau cái chết của thủ lĩnh Hezbollah Nasrallah. Israel sẽ bị trừng phạt về cái chết của tổng thư ký Hezbollah Hassan Nasrallah. Lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei cho biết, theo báo cáo của hãng thông tấn Iran Tasnim, tuyên bố sau cái chết của thủ lĩnh Hezbollah, lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei nói rằng Israel đã không rút ra bài học từ cuộc chiến tội ác kéo dài cả năm ở Gaza và không hiểu rằng việc giết hại hàng loạt phụ nữ, trẻ em và dân thường sẽ không ảnh hưởng đến cấu trúc vững chắc của mặt trận kháng chiến và không thể làm suy yếu nó. Bây giờ họ đang lặp lại chính sách tương tự ở Liban. Hôm nay, với ân sủng và quyền năng của Thiên Chúa, Liban sẽ buộc kẻ thù tội lỗi, độc ác và đáng hổ thẹn phải ăn năn, ông nói. Ông khẳng định tất cả các lực lượng kháng chiến trong khu vực đều đứng về phía Hezbollah và ủng hộ lực lượng này. Số phận của khu vực này sẽ được quyết định bởi lực lượng kháng chiến do Hezbollah cao cả lãnh đạo. Theo ông Khamenei, khi thực hiện hành động như vậy, do lãnh đạo Israel đã thể hiện sự thiển cận của mình. Lãnh đạo tối cao của Cộng hòa Hồi giáo nói thêm rằng IDF quá yếu để có thể gây thiệt hại nghiêm trọng cho Hezbollah ở Liban. Ngày 28 tháng 9, lực lượng phòng vệ Israel tuyên bố giết chết Hassan Nasrallah, tổng thư ký phong trào Hezbollah của người CIA ở Liban, trong một cuộc không kích vào trụ sở của tổ chức này ở Beirut. Cơ quan báo chí của Hezbollah sau đó xác nhận rằng tổng thư ký phong trào Hezbollah ở Liban Hassan Nasrallah đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel vào vùng ngoại ô phía nam Beirut. Tuyên bố cho biết Sheikh Hassan Nasrallah, tổng thư ký Hezbollah, đã gia nhập cùng các liệt sĩ mà ông đã lãnh đạo trong hơn 30 năm. Giữa những thông tin về cái chết của tổng thư ký Hezbollah, lãnh đạo tối cao Iran Ali Khamenei đã được chuyển đến nơi an toàn với các biện pháp an ninh được tăng cường. Hamas tuyên bố thống nhất lực lượng. Phong trào Hamas của Palestine đã ra tuyên bố tiếc thương chị ông Nasrallah và tuyên bố thành lập một mặt trận thống nhất với phong trào Hezbollah của Liban. Chúng tôi, các thành viên của phong trào Hamas, phải đối mặt với tội ác và vụ thảm sát của Israel này, phải đổi mới tình đoàn kết tuyệt đối và sát cánh cùng những người anh em của Hezbollah và lực lượng kháng chiến Hồi giáo ở Liban, những người cùng với người dân của chúng tôi và lực lượng kháng chiến để bảo vệ nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa cũng như các quyền hợp pháp của người dân chúng tôi và mong muốn tự do, độc lập và quyền tự quyết của họ. Tuyên bố của Hamas cho biết, lịch sử đã chỉ ra rằng những người lãnh đạo cuộc kháng chiến chống lại kẻ thù Do Thái được thay thế bằng một thế hệ lãnh đạo dũng cảm hơn, mạnh mẽ hơn và quyết tâm hơn để tiếp tục đối đầu với kẻ thù Do Thái cho đến khi nó bị đánh bại và bị loại khỏi vùng đất và khu vực của họ. Thủ tướng Iraq Mohammed al-Sudani đã ra lệnh tổ chức quốc tang trên toàn Iraq trong 3 ngày để tưởng nhớ ông Nasrallah. Israel tấn công mạng sân bay Beirut để chặn máy bay của Iran hạ cánh. Quân đội Israel được cho là đã tấn công mạng vào tháp điều khiển không lưu của sân bay Rafid Hariri của Liban vào sáng ngày 28 tháng 9 và đe dọa tấn công bằng vũ lực nếu máy bay của Iran hạ cánh. Bộ Công chính và Giao thông Vận tải Liban ngày 28 tháng 9 đã yêu cầu một máy bay Iran không hạ cánh tại sân bay quốc tế Rafid Hariri ở thủ đô Beirut hoặc sử dụng không phận của nước này sau khi nhận được lời đe dọa từ Israel. Theo một nguồn tin nói với hãng thông tấn Reuters, tuyên bố trên được đưa ra sau khi quân đội Israel được cho là đã tấn công mạng vào tháp điều khiển không lưu của sân bay Rafid Hariri vào sáng cùng ngày và đe dọa tấn công bằng vũ lực nếu máy bay của Iran hạ cánh. Bộ trên cho hay cơ quan này ban đầu không nắm được trên máy bay của Iran chở hàng hóa gì, song xác định ưu tiên hàng đầu là tính mạng con người. Sau đó, cơ quan này xác định máy bay chỉ phục vụ hoạt động dân sự. Trước đó, quân đội Israel khẳng định không chấp nhận việc chuyển giao vũ khí cho Hezbollah dưới bất kỳ hình thức nào thông qua sân bay Beirut. Quân đội Israel cho biết họ nắm được hoạt động chuyển giao vũ khí giữa Iran và Hezbollah
và cam kết sẽ thực hiện biện pháp ngăn chặn. Trong một diễn biến liên quan, Reuters đưa tin một quan chức cấp cao của Israel vào hôm 27 tháng 9 đã tiết lộ rằng Israel hy vọng sẽ không phải tiến hành một cuộc chiến trên bộ chống lại Hezbollah ở Liban sau khi nhà nước Do Thái không kích trụ sở chính của nhóm này ở vùng ngoại ô phía nam Beirut.